Tất cả các thợ sâm thường có một cái hẹn hàng năm, đó là lễ hội triển lãm sâm mình, thường có tên là Việt Nam Tattoo Convention. Năm nay thì có tên là Việt Nam Tattoo Expo. Thì bản thân của mình là trong đội ngũ của thợ sâm thì tụi mình luôn luôn muốn có nhiều lễ hội như thế này và có thể công khai cho mọi người biết được những cái hoạt động của giới sâm mình Việt Nam qua những cái lễ hội. Tổ chức được một sự kiện như này thì trong tương lai sẽ được nhiều sự kiện lớn hơn, và bản thân mình và các anh em đồng nghiệp thì muốn mang đến cho mọi người một cái nhìn mới mẻ và niềm vui hơn. Cái lễ hội này theo mình thì nó giúp cho những cái nghệ sĩ sâm ấy trẻ để phát triển hơn và họ được cọ sát giao lưu với nhau.